Lấy cây. lấy cây. Cậu luôn. Chào, đứng yên mày. Hello, cái gì giả thì anh em đi hái măng cầu, măng cầu vàng là cái mình bác mà vô tình gặp một đại ca đuôi đỏ kinh quá, quá dữ quá dữ. Ồ, anh ta nằm mình không thấy luôn cả nhà đó. Để mình quay sát cho cả nhà xem nha, dữ lắm cả nhà ơi, rất là nguy hiểm luôn, không đi luôn á cả nhà. Ba anh em ăn đi gặp được Đó là cả nhà anh nha, đây nè nhà, nó nằm vậy nè. Cả nhà sao thấy được, nó ẩn với cái màu xanh rất là nguy hiểm luôn. hơi nãy mắt tinh thấy ha, Vậy hơi nãy mắt tinh thấy ha. Xanh anh lát ở luôn cũng xanh, đó, xung quanh xanh hết luôn, hơi nãy tinh cả thấy nhà, không đạp đi chết rồi. đây là cả nhà, rất nguy hiểm cả nhà ơi, Ủa đại tìm ẩn ca luôn. vậy, Ôi, nó nằm nè, cháu không 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 thấy nó luôn á, nằm xuống nhưng mà nè nó nè. mất tiền đó đại ca đó. Về em cả nhà, rất là nguy hiểm nha cả nhà. Quay xung quanh này ra, đi xung quanh này ra, đi ra gặp. Rồi, mình tính kết thúc video mà quay qua gặp mình quay lại cho các bà con anh xem luôn đây nè. Đó. Nằm trong cỏ cả nhà, rất nguy hiểm nha. Đi là quen biết mấy người đặt phải ráng rồi bà cũng lỡ rồi. Xem về nhà Nó đại ca đó, ru luôn á. thấy mình nó không chạy luôn mà kiếm cây nào xử lý nó đây. Wow. Đừng máy Đừng vậy. Nhà để mình rơm rơm gần gần cho cả nhà xem nha. Đó. Ba thủ thế nha mọi người ơi, Đu đỏ chặt luôn đó nha. ba thủ thế đó. Ghê không? Ồ, cái này nguy hiểm cực kỳ luôn. Đập đây ca. Đó xanh lét à. Đánh lục với đỏ Nằm im ru luôn à. hồi nãy cái đầu nó hướng cho mình, giờ nó hướng qua bển à. Trời, chứ chưa làm sát cái mặt á, còn cái mặt nó thì giữ thế nào đó. Gom được nữa hết rồi, hết lóc rồi. kiếm Có kiếm kiếm cái nhánh cây, kiếm nhánh cây, bé 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 nhánh được. Nằm ghê thiệt chứ ha, hay thiệt chứ, rồi nó tình huống. tại vì nó xanh nè, nó nằm vậy mình đâu có để ý được. Chú ơi. Đây, ngồi đây, chú đó. Chú đây. Đây đây nè, đây nè, đây nè, thủ thế chạy nha. Đây quay ra, đây làm. Đây khoan. Từ Nó đó. Ủa đi chuẩn bị chạy đó, nó chuẩn bị chạy á. nhiều quá Có dần ngã từng bước từng à, bước. cái nhà xem cái dần đó nè, nó đổi màu được đó, Ủa đổi thành hồi nãy màu xanh rắn vàng kìa, tự nhiên nó đổi thành màu 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 lục màu cơm. màu ấy rồi, nó màu màu cây á, màu này màu cây nè, nó Lục cơm. trong sạch luôn thấy không. Đó là lục cơm kìa. Nó Hồi nãy mọi người thấy xanh xanh lá đúng không? giờ nó đổi là màu vàng chanh này nè. Nè nãy màu xanh này nè. Nãy màu xanh này nè. Giờ đổi vàng chanh này Đó tại nó rồi. cái cây nè. Đại ca này ghê quá. Đó quất liền ha. Lấy cái cây này chơi chơi. Thôi thôi thôi, giờ Giờ mình giải quyết nó đi. biết đi. Giải quyết chứ quay tiếp. Nó đu nữa kìa. Trời ơi, con này ghê rồi chứ. Đây. Nó đổ màu luôn đó. Mình lấy con. Mới xử lý xong nha mọi người. Đó. Không nguy hiểm lắm. Này Ôi, nó là còn thủ thế nữa kìa. thù mình còn ấy luôn. Đây, cái mọi người coi coi cái đầu không?
đừng đừng gần quá nha, đầu hình vuông nha, nó còn sống kìa, còn sống, con này khoáng dài á. À, trời ơi, thấy ghê không? Đó, còn sống nè mọi người ơi. À, còn cái đậu nè, dữ dằn không? Ê, ê, nó còn sống, nó lái xỉu chú ơi. Mất đầu rồi. Cái nó cái... Con này là nhỏ đó, còn nhiều con bự vậy nè. Bó luôn. Bự hơn. Mọi người coi nè. Nè, có thử là cực độc nha. Ừ. Nó còn táp được chú ơi. Để nó đi. Rồi, rồi mình chia sẻ video tới đây là mình xin tạm dừng nha cả nhà. Rồi, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video sau nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye, xin chào.